mẹ con sẽ về lâu nay mẹ. Dạ, cảm ơn nhà thờ Thánh Thương của tất cả quý Phật tử. Và bây giờ chúng tôi sẽ hát tăng coi dịp cổ trong bài hát được mang tên Tình Tụ Tử. Mời quý vị cùng thưởng thức. Nhiều niềm vui và lúc nào cũng hạnh phúc.
Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Lương đã về đây hát cho chương trình Tâm Đạo. Thì cảm ơn anh đã giúp anh về từ lâu năm và tiếp tục với con đường của anh hôm nay. Bây giờ quý vị đã nghe giọng ca và bài truyền cảm nghệ sĩ ưu tú Vũ Lương rồi. Bây giờ quý vị sẽ thưởng thức qua quan quân đường lớn dân ca dân vũ nghệ sĩ Trần Ngọc Quyên. Quyền xin kính chúc cho tất cả quý vị thật là may mắn giỏi và thuận lợi trong công việc làm ăn. Bài hát Trần Ngọc Quyền sẽ hát trong ngày lễ Vu Lan hôm nay được mang tên Thương Quá Việt Nam, mời quý vị cùng nghe.
Quý Phật tử ơi, vui không ạ? À? Vui mấy sao? Yeah. Quý vị ơi, nãy giờ anh em văn nghệ sĩ đến đây rất là sớm, đến chuẩn bị là lên chương trình là dự kiến là 9 giờ. Nhạc sĩ vậy mà là một anh phải đến sớm. Nhưng mà thì chương trình của chùa hôm nay thì rất là nhiều chương trình, cho nên thì không thể nào mà xuất cái chương trình chính thức chương trình như ý muốn được. Nên vừa ca vừa chỉnh thì thật sự cũng hơi làm khó âm thanh một chút đó. Người ta nói không ai muốn gì được cái đâu, nhưng mà tại vì chùa cái chương trình nó không có chính thức được cái hồn á, mà lên để nghệ sĩ thì cũng thời gian không có, lên hát liền, cho nên là đối phó nó hơi khó, mà muốn vượt qua cái khó là phải xuyên qua nó đổ ai. Dạ xin mời chị nhiều, bây giờ đợi chút xíu cho âm thanh chú đất đờ để cho đoàn tiếng chút. Dạ xong hết chưa ạ? Xong hết chưa đồng ý anh? Nãy giờ Thanh Quyền làm MC mà chưa có thể hiện ra MC gì hết trên cái cõi em. Nghệ sĩ Tú Vũ Lương thì cũng được quyền thành không có thời gian quá trời quá đất. Giống như mì ăn liền vậy đó. Mà nó bụng miệng liền ra ngon nha. Ngon nè. Dạ đủ ăn chưa? Canh xong chưa? Xong chưa ạ? Nãy giờ Thanh chưa chúc quý vị, Thanh chưa chúc gì hết á. Bây giờ nè, Thanh chúc nha. Bây giờ nào vũ thân xin kính chào và kính chúc tất cả quý vị có mặt ở đây, trái lời chào lời chúc thân thương và sự yêu quý thiên sứ ca từ chúc cho mọi người công nhân sự nghiệp anh đã làm ta vô vi là người luôn luôn hoàn cầu. Tôi là thành trình phép hát
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất nhiều bài. Bây giờ quý vị sẽ thưởng thức tiếng hát tiếp theo, nghệ sĩ Đào Vũ Hùng. Đào Vũ Hùng gửi cho quý vị bài hát được mang tên Hải Liên Lộc Mẹ Ơi của cô nghệ sĩ ưu tú Thanh Dũng. Dạ, bà con thật giỏi. Để được đi ra vô hùng là tặng hội vị nhân ngày lễ vu lan, cũng là ngày quốc khánh 29, thì vô hùng đã tặng hội vị bài hát được tới đề Mẹ Ơi Hãy Làm Một Lần Không Được Mà Cùng Em. Oh,
quý vị về tặng cho đời vui mừng. Bây giờ quý vị sẽ thưởng thức tiếp tục một nữ nghệ sĩ đã từng đoạt quán quân giải thân từ bông lúa vàng, nghệ sĩ Hà Ni. Vậy thì đầu tiên Hà Ni cũng xin kính chào quý bà con để chúc sức khỏe và chào thân thương trân trọng nhất. Và cũng để tiếp nối chương trình hôm nay thì Hà Ni cũng xin gửi đến quý vị với bài vọng cổ lòng. Với bài vọng cổ mừng tuổi này. Thank you.
trang một tay của quý vị dành tặng cho nghệ sĩ Văn Quân giải thưởng tượng con của dàn Hàng Ni. Quý vị ơi, cho thân kính nhẹ lại cái nha. Hồi nãy giờ các quá không nhìn kỹ nhạc sĩ cầm đàn gì. Đây là nhạc sĩ Lạc Ngôn, đàn kia của mình sớm. Đấy, thân giờ các quá không nhìn kỹ là quá trời không kịp. Thế ra là cái nhất. Cái thứ hai, nãy nhạc sĩ Thanh Phong Hồng Răng là đàn nhạc. Kỳ trưởng này cuối cùng ở bài sau là lộn hay son luôn. Cho nên là tâm nó không đúng, cho nên ca bị dối. Nói cho quý vị hiểu, tí còn xong ca kỳ một vậy thôi. Dạ, phải không nghệ sĩ, cứ chính nhận cái coi. Dạ đúng vậy, nhưng mà tại vì tưởng là 1, 2, 6 nên để luôn. Chứ đúng ca là được dây. À, được cái dạ, giỡn cây vô thôi, chứ không sao. Dạ. À, bây giờ quý vị sẽ thưởng thức qua giọng hát độc lạ của ca sĩ Huy Sang. Bài hát thì có tên Toàn Ơi. Anh nhận cây. Giờ đầu đầu tiên cho Huy Sang, con xin chúc cho tất cả cô chú an toàn. Mọi mặt ở đây có được một bên gia đình được đầy hạnh phúc và mãi vui vui nhau. Sang thì sáng tới giờ thanh điện thì Sang cũng cảm ơn thanh đã giao viên đến đây, cảm ơn chủ trì, cảm ơn tất cả mọi người. Sang đứng được tiếp đây cũng là cái duyên. Sang cũng mới tập bài này nãy giờ cũng vừa tập luôn. Cho nên nếu có gì sai sót xin cô chú bỏ qua cho. Xin cho đàn giỡn tay ủng hộ tinh thần với rất nhiều. Xin đàn cô chú bài hát đồng tên Thần Chắc Con Cò. Xin cô chú chị cùng lắng nghe. Này chưa tập với nhạc nhạc vương đại luôn nha cô chú. Oh.
Bye.
đó là lời cho thật tha của đức một kiều liên bồ ta. Sư Phật từ bi rộng lòng chỉ dạy phương pháp báo ân cứu độ
Yeah.
Mà sao hôm nay Thân có một cái cảm nhận Thân hát bài này cũng rất là ân ý là sao? Là cảm thấy mình hạnh phúc mùa tu la mình được đem lại ca tiếng hát đến ngôi chùa Thiên Liên, đó là chùa Pháp Viên, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ đến đây tham lời ca tiếng hát âm nhạc âm thanh để dâng lên chúng điều tam bảo. Chào Thân cảm thấy hạnh phúc tại vì ban nhạc rất là tài giỏi, đờn rất là tiếng, đờn chậm rãi rất là đúng theo tâm lý của bài hát này. Bài hát này có thể là lần đầu tiên Đào Hiếu Thân hát cảm thấy mình hài lòng nhất trong những lần hát trước đây. Cảm ơn nhạc sĩ, cảm ơn. Dạ, cái số này mấy anh em mình cũng bị liên tục nghe chắc chắn mới đúng rồi. Dạ. Quý vị ơi, nãy Thân hát cái bài Tiền Nghe Đâu, quý vị thấy sao ạ? À? Hay hả? Hay vỗ tay ạ? Dạ. Xin chân thành cảm ơn. Oh,
Trong những trường
vụ án ba người cái sợ nhà các sự quy sát sẽ dành tính cướp mà thôi đầu vũ thân trong giai đoạn quân hoa dương nghệ sĩ hạ đi trong giai đoạn thuộc quân trích trò xin được phép bắt đầu